Giảm cân là một phương pháp toàn diện. Nếu như có 10 yếu tố mà các bạn mới áp dụng được có 9 yếu tố và một yếu tố mình đang chưa làm đúng thì các bạn cũng không thể giảm được cân. Xin chào các bạn, mình là Đỗ Thủy, chuyên gia dinh dưỡng và kiểm soát vóc dáng. Các bạn hãy quét mã QR vào nhóm Zalo để chúng ta có thể tương tác với nhau. Ở đây thì các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sức khỏe cũng như cân nặng thì hãy để lại và mình sẽ giúp cho các bạn giải đáp tất cả các câu hỏi này. Quay trở lại với video ngày hôm nay thì mình sẽ giúp cho các bạn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi là tại sao mình đã ăn ít nhưng vẫn không thể giảm được cân. Thậm chí là các bạn đã nhịn ăn rồi nhưng vẫn không thể giảm được cân và đã tập luyện đều đặn hàng ngày, tập luyện rất là mệt nhưng mà vẫn không thể giảm được cân. Hay là mình đã dùng các thực phẩm mà mọi người khuyên dùng khi giảm cân nhưng mình vẫn không thể giảm được cân. Các bạn hãy theo dõi hết video này cùng với mình nhé. Thực ra giảm cân là một chặng đường rất dài. Các bạn hãy thử tưởng tượng là mình có bao nhiêu thời gian để tạo nên cân nặng ngày hôm nay thì cũng phải cho cơ thể của mình từng đấy thời gian để giảm cân. Và trong hành trình giảm cân đó thì chúng ta phải cần kết hợp rất nhiều yếu tố khác nhau mới có thể giảm cân được. Trong khoảng thời gian mà chúng ta giảm cân ấy, thì mình cũng cần phải học rất là nhiều kiến thức về sức khỏe, bởi vì cân nặng nó liên quan đến sức khỏe. Do vậy thì nếu như chúng ta không có kiến thức ở một mặt nào đó thì các bạn cũng sẽ không thể giảm được cân. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những sai lầm khi giảm cân và cách giải quyết những sai lầm này để các bạn có thể giảm cân thành công và có một sức khỏe tối ưu. Sai lầm thứ nhất đó là nhịn ăn để giảm cân. Đúng là khi giảm cân thì chúng ta cần phải cắt giảm ăn uống, nhưng không phải vì thế mà mình nhịn ăn hoàn toàn hay là nhịn ăn tiêu cực. Vì nếu các bạn làm như vậy thì cơ thể của chúng ta sẽ bị suy nhược, bị đau dạ dày, bị rụng tóc, táo bón và ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, khiến cho cơ thể của mình dễ dàng bị tăng cân trở lại. Hãy nhớ rằng cơ thể của chúng ta cũng như một cỗ máy, muốn hoạt động được thì cần phải có nguyên liệu. Do vậy thì các bạn không nên nhịn ăn mà chỉ cắt giảm năng lượng mà thôi. Hai là ăn mà vẫn không thể giảm được cân. Mình nghĩ là trước khi các bạn giảm cân thì cũng chuẩn bị cho mình một chút kiến thức về thức ăn này, về năng lượng của thức ăn và dinh dưỡng trong thức ăn hàng ngày mà mình vẫn thường ăn. Các bạn biết không, trong tất cả các loại thức ăn hàng ngày thì trừ nước trắng là không có năng lượng, còn lại thì tất cả mọi thức ăn đều có năng lượng và chúng ta chỉ tăng cân khi mà lượng calo nạp vào vượt quá so với lượng calo tiêu hao. Nên khi bạn thấy rằng mình dù đã ăn rất là ít rồi nhưng vẫn không thể giảm được cân thì bạn cần phải xem lại là cái thức ăn của mình đó có nhiều năng lượng hay không. Bởi vì có những thức ăn bạn nghĩ rằng nó không làm mình béo đâu nhưng thực ra nó lại có cực kỳ nhiều năng lượng, mà cứ dư năng lượng thì sẽ làm cho chúng ta tăng cân. Nhiệm vụ của mình khi giảm cân là phải tìm hiểu về dinh dưỡng của thức ăn, làm sao chọn cho mình được những loại thức ăn thật là nhiều dinh dưỡng nhưng phải ít năng lượng thì các bạn mới có thể giảm được cân. Đây là combo giúp bạn giảm cân hiệu quả vì có đầy đủ dinh dưỡng nhưng mà cực kỳ ít năng lượng. Protein cung cấp chất đạm, giúp tăng cường chuyển hóa trao đổi chất, giúp tạo cơ bắp và giúp cho bạn no lâu. Sản phẩm thứ hai đó là bột gạo lứt. Trong túi bột gạo lứt này đã có chất béo từ các loại hạt, giúp cung cấp năng lượng, tăng cường chuyển hóa trao đổi chất, giúp tạo cơ bắp và giúp bạn no lâu. Sản phẩm thứ ba đó là omega 3. Omega 3 sẽ giúp bạn tăng cường chuyển hóa, giúp đốt mỡ nội tạng và mỡ máu. Bên cạnh đó sẽ giúp cho bạn no lâu hơn, giúp đốt được nhiều mỡ hơn khi tập luyện và quan trọng nhất đó là giúp cho bạn có làn da căng mịn sau khi giảm cân. Sản phẩm thứ tư đó là viên đa vitamin và khoáng chất, sẽ giúp cho bạn cải thiện hoạt động của hormone, giúp tăng cường chuyển hóa trao đổi chất, từ đó sẽ giúp cho bạn giảm cân thành công. Bạn sẽ không thể giảm cân thành công nếu để thiếu một trong bốn thành phần dinh dưỡng này. Do vậy, bạn hãy dùng combo này, quét mã QR vào nhóm Zalo để mình có thể hướng dẫn các bạn giảm cân thành công. Thứ ba đó là dùng thuốc giảm cân. Có rất nhiều người muốn giảm được thật nhiều cân nặng nhưng không muốn tập luyện cũng như là tìm hiểu kiến thức về ăn uống, cho nên họ sẽ tìm đến giảm cân cho nó nhanh, cho nó tiện. Nhưng mà các bạn biết không, thuốc giảm cân chỉ làm cho chúng ta mất nước và cơ chứ không hề mất mỡ, và còn ảnh hưởng cực kỳ nặng nề đến nội tạng của chúng ta như là gan, là thận. Điều này thì không những là làm cho các bạn không thể giảm được cân mà nó còn ảnh hưởng cực kỳ nặng nề đến sức khỏe của chúng ta. Và quan trọng hơn nữa là 90% những người uống thuốc giảm cân đều bị tăng cân trở lại, và cái lần tăng cân này nó còn nghiêm trọng hơn trước khi họ bắt đầu uống thuốc giảm cân. Thứ tư đó là bỏ bữa sáng. Rất nhiều người nhịn ăn sáng để giảm cân, nhưng mà hầu hết mọi người đều không biết rằng bữa sáng là bữa cung cấp năng lượng chính cho cơ thể hoạt động. Bạn càng nhịn ăn sáng thì càng không thể giảm được cân, và nếu như nhịn ăn sáng như vậy thì bạn rất dễ bị bệnh đau dạ dày và bị sỏi mật. Do vậy nếu như các bạn muốn bỏ một bữa trong ngày thì chỉ nên bỏ bữa tối mà thôi. Còn bữa sáng thì chúng ta cần phải ăn thật là đầy đủ, thật là no nê để có thể cung cấp năng lượng cho cả ngày hoạt động. Thứ năm đó là
chúng ta ngủ không đủ giấc. Có rất nhiều người nghĩ rằng khi mà mất ngủ thì sẽ giảm cân, nhưng mà hoàn toàn không phải như vậy. Bởi vì khi bạn không ngủ đủ giấc ấy, thì cơ thể của chúng ta sẽ tiết ra một hormone gây tích trữ mỡ trong cơ thể. Thêm vào đó thì khi mà bạn thức đêm ấy, thì bạn sẽ rất là đói và chúng ta phải tìm lấy thức ăn. Mà ăn trong cái thời điểm đêm hôm như vậy ấy, thì tất cả các nguồn năng lượng đó sẽ được tích thành mỡ. Do vậy thì để giảm cân thì chúng ta cần phải ngủ đủ giấc từ 10 giờ tối ngày hôm nay đến 5 giờ sáng ngày mai. Thứ 6 đó là dù đã tập luyện nhiều rồi nhưng chúng ta vẫn không thể giảm cân được. Nếu như các bạn có suy nghĩ là mình có tập luyện trong ngày thì mình sẽ được ăn thỏa thích ý, thì các bạn sẽ không bao giờ giảm được cân đâu. Bởi vì thực ra ý, tập luyện không giúp cho chúng ta đốt được nhiều calo, nó chỉ giúp cho tăng cường chuyển hóa trao đổi chất mà thôi. Và yếu tố để giúp giảm cân ý, thì tập luyện chỉ chiếm 30%, 70% còn lại phải đến từ ăn uống. Nên là nếu như bạn đang có suy nghĩ là mình có tập luyện nên mình được ăn thoải mái ý, thì các bạn cần phải xem xét lại. Bởi vì thực ra một buổi tập của các bạn ấy, dù cho các bạn tập có đến rất là mệt trong cả tiếng đồng hồ thì nó cũng chỉ giúp cho chúng ta đốt được 300 kcal mà thôi. Và 300 calo này thì chưa bằng năng lượng của một ổ bánh mì. Nên là nếu như sau khi bạn tập xong rất là mệt mà chỉ đốt được 300 calo như vậy nhưng bạn lại ăn dư ra một ổ bánh mì một ngày thì chắc chắn là các bạn sẽ không thể giảm được cân. Trên đây là 6 sai lầm khiến bạn vẫn chưa thể giảm được cân. Bạn hãy xem lại xem là mình đang mắc bao nhiêu lỗi trong những lỗi sai này và cần phải khắc phục lại nếu như các bạn muốn giảm cân thành công. Và vẫn chưa hết đâu, đây chỉ mới là một nửa của những sai lầm khi giảm cân mà thôi. Các bạn hãy đón xem video tiếp theo của mình. Trong video sau mình sẽ liệt kê hết những sai lầm còn lại để các bạn có thể nhận biết và tránh để chúng ta có thể giảm cân thành công. Các bạn nên nhớ rằng giảm cân là một phương pháp toàn diện. Nếu như có 10 yếu tố mà các bạn mới áp dụng được có 9 yếu tố và một yếu tố mình đang chưa làm đúng thì các bạn cũng không thể giảm được cân đâu. Cho nên các bạn cần phải biết được những lỗi sai này để chúng ta tránh thì mới có thể giúp các bạn giảm cân thành công. Cảm ơn bạn đã theo dõi hết video này của mình. Nếu thấy hay, hãy like, share và nhớ đăng ký kênh, bấm vào hình quả chuông để khi mình có video mới thì bạn sẽ nhận được thông báo. Hãy quét mã QR này để được mình hỗ trợ tư vấn trực tiếp. Hãy truy cập vào trang web này để tham khảo các sản phẩm hỗ trợ giảm cân của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tạm biệt cả nhà, bye bye!